Chào, xin chào mọi người. Khuê đang rất háo hức bởi vì clip này Khuê đã chờ mãi để làm. Tại vì là rất nhiều bạn có hỏi Khuê là hãy làm một clip về quần áo vào mùa đông ấy. Nhưng mà kiểu tại vì Khuê đi mua quần áo rất là nhiều trong cái tháng này. Và thứ hai nữa là cứ có hỗ trợ là Khuê lại đi. Thế nên là cứ đợi đến khi nào mà mua được đủ hết rồi thì sẽ làm clip một thể luôn. Và bây giờ thì cũng đã đến thời gian đó rồi. Và bây giờ thì Khuê sẽ cho mọi người xem những bộ quần áo mùa đông mà Khuê mới mua gần đây và những bộ đồ mà Khuê khá là yêu thích nhá. Bắt đầu nhá. Video quần áo mà chưa có lượm đồ ra. Bây giờ phải ngồi lượm đồ. Muxi quá. Ok, và bộ đồ đầu tiên đấy chính là cái áo này đến từ Topshop. Tháng vừa qua thì Khuê có đi Topshop một lần vào cái đợt Black Friday. Trời ơi, đông kinh khủng khiếp, chưa bao giờ Topshop đông như thế. Và Khuê đã mua những cái đồ mà nó không được giảm giá, bởi vì những đồ giảm giá thì thường Khuê không bao giờ mua được ấy. Thế nên Khuê mua được cái áo này. Vẫn có mùi nước hoa rất là thơm. Thì Khuê mua áo này là một cái áo hoodie, nhưng mà nó không có cái, mọi người biết là hoodie thường có cái phần này để mình cho tay vào cái túi ấy, nhưng mà cái này thì không có. Và Khuê rất thích cái điểm đó vì Khuê không thích cái phần mà cho tay vào ở phần giữa bụng của mình này, của cái phần hoodie ấy, vì cảm giác nó hơi khó chịu ấy. Thì em này nó kiểu thẳng đuột đuột luôn và nó có cái mũ như thế này. Và cái điểm đặc biệt nhất, thứ nhất là cái màu hoai môn rất là lạ. Thứ hai nữa là có những cái vết rách kiểu rất là nhiều ở trên khắp áo luôn. Đi mà xe máy lạnh thì nó thổi vào rất là sướng, kiểu siêu mát luôn. Và cái chất vải nó cũng rất là thích. Ui giời ơi, mắc nhẫn vào. Nó rất là mềm ý, kiểu Topshop mà. Và em này thì đương nhiên là không rẻ một chút nào hết. Của Topshop thì Khuê nhớ em này cũng phải tầm 1.900.000 gì đấy. Đương nhiên nhìn thế này thì nó không có cái gì xứng đáng với cái giá tiền đấy, bởi vì nó chỉ là một cái áo hoodie ấy. Nhưng mà thực sự nó rất là thoải mái, rất là thích ý. Và Khuê cũng rất thích mặc cái áo này. Mẹ Khuê khen nó, Khuê mặc lên cũng rất là đẹp, kiểu khỏe ấy, kiểu năng động ấy. Thế cho nên là rất là mê. Nói chung là Khuê miêu tả quần áo rất là tệ nên là mong mọi người thông cảm cho một tiếp lần này. Và tiếp theo thì là một em váy như thế này. Dạo này Khuê rất thích những cái đồ mà bánh bèo ý. Tại vì không hiểu tại sao nữa, kiểu hoa hoa này Khuê rất là thích. Và cái váy này thì Khuê mua ở đâu nhỉ, 22 December ấy. Thì nói chung nó như thế này, nó rất là dài, nó phải dài đến tầm mắt cá chân của Khuê luôn ấy. Và cái chất vải nó cũng khá là thích, cảm giác như là đồ của Hàn Quốc ấy chứ không phải đồ của Trung Quốc. Và cái họa tiết của nó thì là hoa xanh như thế này ở trên nền váy đỏ. Khuê rất thích cái màu đỏ, kiểu đỏ đun đậm như thế này ấy, rất là đẹp, kiểu đỏ nâu luôn ấy. Em này thì mặc lên sẽ hơi già một chút đương nhiên, nhưng mà Khuê vẫn rất thích những cái kiểu váy hoa như thế này gần đây. Nó kiểu vintage ấy, và nó khá là kiểu về những cái thập niên hồi trước ấy. Em này thì mặc không, đương nhiên là sẽ rất lạnh trong mùa đông rồi, nhưng mà vào những cái ngày hồi trước mà kiểu tầm 25-27 độ thì rất là vừa phải, kiểu sáng mát. Trong video sẽ thay đổi liên tục bởi vì cái ánh sáng ở ngoài cửa sổ nó hắt vào trong này ấy. Thì tiếp theo là cái áo nè, trời ơi Khuê thích cái áo này lắm. Cái này thì Khuê đang ở trên Instagram và rất nhiều bạn đã hỏi Khuê, thậm chí nó còn direct Insta tại vì không tìm được cái shop. Thì cái áo này nó như thế này, màu nó rất là xinh, kiểu màu hồng vỏ đỗ ấy, nhưng mà nó kiểu hồng đất ấy, nhưng mà nó kiểu thiên hồng nhiều hơn. Và đằng sau thì nó rất là cute, nó như kiểu một cái đuôi ấy, kiểu nó Khuê sẽ thắt nơ ở đây và sau đó thì đằng sau nó hơi hở ra như thế này, thì nó khá là hay ở cái phần này. Khuê cảm thấy là một chi tiết rất là hay. Cái này thì Khuê mua ở Mid Ship Trừ House ở trên Instagram, và cái shop đó thì ở Hạ Hồi của cái chị Hot Girl Hạt Mid ấy, như mọi người biết. Và đương nhiên thì Khuê cảm thấy là lần nào chị bán đồ cũng rất là đắt. Và Khuê thực sự cảm thấy là nó không chất lượng. Đây là chỗ này nó hơi rách rách nhỏ nhỏ rồi, chất lượng thì nó không có cái gì quá đặc biệt xứng đáng với cái giá tiền đấy ấy. Em này thì Khuê nhớ là phải tầm 400-500 nghìn một cái áo như thế này, rất là đắt. Thì Khuê nghĩ là mọi người hoàn toàn có thể tìm những cái áo này ở những cái shop khác rẻ hơn. Nhưng mà vì cái màu sắc này và cái kiểu dáng này rất là lạ ấy, thế cho nên là Khuê vẫn mua. Và nói chung là nó cũng rất là thoải mái nữa, màu cũng rất là đẹp, nói chung là rất là thích. Và giống như cái áo vừa rồi Khuê cũng mua ở Mid House, thì đây chính là em này. Em này Khuê mặc ở trong một clip mà nước hoa phần 2 ấy. Em này thậm chí không có mác luôn. Giá nó cũng tương đương với em áo hồng này, rất là đắt luôn. Nhưng mà cái chất vải nó hơi khác một chút. Em này thì nó kiểu mỏng hơn và nó thực sự là thoải mái hơn ấy. Và nó dài hơn một tẹo nữa. Và bên đằng nó không có một cái chi tiết gì đặc biệt, tức là nó cứ thẳng đột như này thôi. Và mặc lên thì Khuê rất thích cái màu này. Những cái màu kiểu như là cam đất pha nâu vàng hay là rất là tôn da ấy. Và nó cũng rất là thoải mái nữa. Nói chung là ngoài trừ điểm quá là đắt ra thì nói chung Khuê thích cả hai cái áo này. Và đây là hai cái áo Khuê mặc nhiều nhất trong đợt kiểu tiếp theo là một em áo này Khuê mua ở hội chợ 9 Society ở
Lý Thường Kiệt ấy, Khuê rất thích hội chợ đấy, thực sự là đấy là hội chợ Khuê thích nhất, kiểu Khuê mua được nhiều đồ nhất ở đấy và cái không gian nó rất là đẹp ấy, kiểu thoáng đãng ở ngoài trời nữa. Đi mùa hè thì sẽ hơi nóng nhưng mùa đông thì rất tuyệt vời. Và đây chính là em ý, như mọi người thấy thì lần này trong tủ đồ Khuê có rất nhiều những màu lạ hơn, Khuê không chỉ có màu đen, màu xám như năm ngoái nữa, tại vì năm nay thì Khuê muốn thử nghiệm nhiều màu mới hơn. Và em này thì là một màu xanh rêu rất là đẹp, và cái váy nó là kiểu váy, nó không phải áo đâu, nó dài đến tầm đầu gối của Khuê, Khuê cao 1m56. Thì đằng sau nó như thế này, nó hở lưng và nó có cái nâu này rất là xinh, đấy là một điểm Khuê rất là thích. Và yeah, Khuê không nhớ là Khuê mua shop của shop nào, tại vì là thực sự vào hội chợ thì Khuê không bao giờ nhìn tên shop cả. Nhưng mà nó cũng khá là đặc biệt, và chỉ có một điểm trừ là em này nó khá là nặng, cái chất vải nó nặng ấy, và nó khá là dày dặn, tức là sờ nó cũng khá là ok và nó không bị ngứa hay gì hết, khá là thoải mái. Nhưng mà nó nặng cho nên là nhiều khi cái phần nâu này này, nói chung là mỗi lần Khuê mặc lên thì nó lại là một kiểu cổ khác. Có không thì cổ nó cao ở đây, có không thì cổ nó trễ xuống, thế cho nên mình phải chỉnh rất là nhiều theo cái ý muốn của mình ấy. Thì đấy là một điểm trừ mà Khuê thấy về em này. Nhưng mà mặc lên kiểu chỉnh xong ok rồi thì nó rất là đẹp. Và em này thì rẻ thôi, chỉ có 250 thôi, thì sợ rất bất ngờ, bởi vì Khuê nghĩ là những cái shop khác mà bán những cái em váy nó dày dặn như thế này và nó dài và nó đẹp đẹp như thế này thì thường là phải tầm 300-400, nhưng mà em này rất là rẻ. Tiếp theo thì Khuê cũng mở hội chợ Chín Society đó, và một lần nữa Khuê lại không biết tên shop là cái gì. Nhưng mà nói chung là nó nhìn như thế này, như mọi người thấy thì cái màu này nó khác với cái màu xanh rêu vừa nãy. Cái xanh rêu vừa nãy nó hơi pha nâu, của em này thì nó là kiểu xanh lá cây hơi đậm một chút ấy. Thế. Và nó là một cái áo kiểu dáng hoodie nhưng mà nó là dáng váy, và nó khá là bó ở cái phần giữa này, mình sẽ không bị kiểu như cả người mình nó thẳng luột ấy. Đấy là một điểm Khuê rất thích, bởi vì nhiều khi cái em này mặc dù nó hơi bó nhẹ vào kiểu tôn cái eo của mình thôi chứ nó không hề khó chịu hay gì cả. Đấy là một điểm Khuê rất là thích, kiểu nó rất là tôn mông rồi tôn eo ấy, và nó không bị thẳng luột quá, kiểu làm cho mình thành một cái hình chữ nhật dài ấy. Em này thì nó dài vừa phải thôi, Khuê nhớ là thì như tầm đầu gối hoặc trên đầu gối một tẹo teo. Sorry mọi người. Và cái chất vải nó thì là vải bông xù lên ý, nó hơi xù cho nên là đến một điểm Khuê không thích lắm, bởi vì giặt thì càng giặt thì nó sẽ càng xù ấy. Và bên trong thì nó là một cái vải khác, nói chung cũng khá là dày dặn và nhẹ, mặc rất là nhẹ luôn ý, kiểu cảm giác mình có thể bay được luôn. Và em này thì Khuê nhớ là Khuê mua sale là hóa 200.000 thôi. Yeah, và nó cũng khá là xinh, khá là lạ. Khuê chưa có kiểu váy mà kiểu hoodie. Không có nói về cái áo này. Áo này thì như mọi người thấy màu nó rất là xanh, Khuê rất thích cái màu này. Màu nó rất là khó tả, kiểu cam nâu đất xong rồi pha một chút đỏ, một chút hồng, nói chung là nó rất là đẹp. Và em này thì Khuê mua ở Sarah by Sarah ở trên Instagram, mà Khuê sẽ để đương nhiên tất cả tên shop Khuê để hết ở description box cho mọi người, hoặc là Khuê để luôn ở đây cho mọi người dễ nhìn. Và em này thì Khuê mua là 480.000 hay sao ấy, ở đó có quẹt thẻ nên mọi người không phải lo. Chất vải nó rất là thích, mọi người thấy đây là vải len nhá, nhưng mà nó không hề ngứa một tẹo tẹo nào luôn, nó rất là thoải mái, mặc vào những ngày lạnh hẳn thế này thì rất là ok. Và có một điểm mà Khuê không thích lắm là cái cổ nó khá là chật so với cổ của Khuê ấy. Cổ Khuê cũng không phải to lắm đâu, thế nên là nó hơi khó chịu một tí ạ. Nhưng mà có thể maybe đẹp thì cũng tạm chấp nhận thôi. Suýt quên là có một cái áo khoác nữa cũng của Topshop. Đấy là cái áo khoác này, Khuê rất là ưng cái áo khoác này luôn. Như mọi người thấy ở đây rất giống cái áo của mấy anh Hàn Quốc ấy. Và em này thực sự rất là ấm ấy, cái tay nó rất ấm này, và cái kiểu nói chung là nó rất là ấm. Và cái chi tiết Khuê rất thích đấy là nó có những cái lỗ khóa hình tròn như thế này ấy, nhìn nó rất là xinh, kiểu nó rất là tinh tế và rất là chắc chắn. Nói chung em này thì Khuê nhớ là tầm hơn 1 triệu, nhưng Khuê nghĩ là cái em này rất là đáng với giá tiền, tại vì là nó là một cái thứ mà không thể thiếu trong mùa đông, đấy là áo khoác, và thứ hai là nó rất là ấm. Thực sự là trong cả mùa đông Khuê chỉ mặc mỗi cái áo khoác này thôi là đã rất là đủ rồi, kiểu lớp dưới mình mặc rất là kiểu gọi là gì nhỉ, không dày lắm ấy, nhưng mà khoác em đây là nó đã đủ ấm rồi, và Khuê rất là thích cái khoản đầu tư này. Và màu nó cũng rất là hay, màu kiểu xanh bố ngố quá nên là cái mắt này hơi zip, thông cảm nha. Và cuối cùng thì là, thực ra không phải cuối cùng, gần cuối thì là hai cái phụ kiện này Khuê rất là thích. Đấy là mũ mini, như mọi người thấy thì Khuê có đeo trong một vài clip rồi, đeo đội trong vài clip. Thì đầu tiên là cái mini này rất là dễ thương. Tất cả những cái đồ kiểu phụ kiện này thì Khuê mua ở Moji, cái shop Moji ở chỗ Xuân Thủy, rất là xinh. Và nó có ba cái móc này vào đây, nó rất là chất ý, kiểu đội lên nó rất là hip hop luôn. Đấy là một điều Khuê rất là thích. Và cái chất vải nó cũng khá là thích, kiểu mềm, len, mềm, dày. Yeah, và nói chung là đội bini thì rất là hợp cho những ngày mà ví dụ mùa đông mà tóc mọi người bẩn, người gội đầu thì đội này lên là thành đẹp luôn, kiểu chất luôn. Em này thì cái chất vải nó hơi khác với em bini này một chút, tức là nó hơi có những cái đường thẳng như thế này này, thì Khuê không thích cái chi tiết này lắm, tại vì nhìn nó hơi bị già già ấy, Khuê thích cái kiểu mũ mà nó trơn như thế này hơn. Nhưng mà không sao, có hình gấu là được rồi. Và đặc biệt là cả hai em bini này thì đội lên Khuê đều không bị kiểu nó
trôi ra khỏi tóc quá là dễ, kiểu nhiều cái mũ mini khuê đội phát là kiểu một phút sau nó bay ra khỏi tóc rồi. Thì mấy em này nó đỡ hơn một chút và Khuê cảm thấy đấy cũng là một điểm cộng. Và hai em này thì Khuê mua ở Moji cũng rẻ thôi, Khuê nhớ là tầm 80.000 hay 90.000 gì đó. Chắc chắn nhiều bạn sẽ kiểu Khuê 19-20 tuổi rồi vẫn dùng những cái đồ trẻ con này. Nhưng mà thực sự là Khuê vẫn dùng, Khuê vừa mua em này hôm qua xong và rất háo hức để khoe cho mọi người. Thì em này hiện tại đã đựng đồ Khuê ở trong này rồi và đồ nó đựng rất là ít thôi. Chỉ có thể đựng được kiểu gương, rồi một chút, một thỏi son và điện thoại. Và còn không nhét được tai nghe, Khuê nghĩ là không có chỗ để nghe tai nghe đâu. Thì nó đựng rất là ít thôi nhưng mà thực sự nó rất là xinh cho nên Khuê vẫn phải mua. Nó kiểu rất là mềm ý và bạn nào mà như Khuê khi mà ăn no ấy thì thường là sẽ để cái gối ở cái chỗ bụng của mình và kiểu tì vào cho nó thích ấy. Thì cái em này rất là tuyệt vời như thế, và bạn nào mà đi học chẳng hạn, nếu mà chán thì có thể lôi túi ra nằm ngủ luôn. Thế nói chung là nó rất là tiện và nó rất là mới xinh và nó là gấu brown cho nên là Khuê phải múc ngay lập tức. Và cái nói chung là đeo thì cũng khá là buồn cười nhưng mà Khuê vẫn rất là thích và Khuê không quan tâm là người khác nghĩ gì bởi vì Khuê thích cái em này kinh khủng. À quên, đấy, quên không nói giá, em này là 250 nha, cũng ở Moji. Và đương nhiên là Khuê rất ám ảnh với lại con gấu brown, thì cho nên tháng này Khuê đã mua một cái nhẫn. Con gấu này rất là xinh, trời ơi, không thể nào mà kiểu từ chối được. Và đây là cái nhẫn cuối cùng trong shop, thế nên là Khuê vớ luôn. Và Khuê nhớ là nó 10.000 hay 15.000 gì đấy thôi, cũng của Moji. Thực sự cái shop đấy toàn bán những đồ của Line, kiểu gấu với là thỏ nên là Khuê kiểu vào đấy suốt. Ok, vậy là clip đã kết thúc rồi và hy vọng mọi người đã thích cái clip quần áo lần này. Nhưng mà mọi người cũng không nhiều đồ lắm, nhưng mà có những cái đồ mà Khuê cảm thấy rất là tâm đắc trong tháng này. Và sắp tới thì Khuê lại đi mua quần áo tiếp, nhưng mà không bao giờ dừng lại được cái sự nghiện ngập. Và thực sự ở tháng này Khuê mua quần áo còn nhiều hơn là Khuê đi mua kiểu những cái đồ make up ấy. Thế. Và bye bye.